Có thể là sếp cần anh giải quyết công việc thật, hoặc cũng có thể là sếp muốn thử lòng anh. Anh là phận cấp dưới, chỉ biết hết lòng với lãnh đạo thôi. Em thật không hiểu nổi các anh đấy. Có bao nhiêu con đường thuận lợi mà anh thì chỉ thích dẫm vào bụi gai. Anh mà có tài sản triệu đô như em ấy thì anh cũng chẳng cần phải dẫm vào bụi gai đâu. Đấy là tại vì anh chưa hiểu nỗi khổ của em thôi. Công nhận là cuộc đời này ai có nỗi khổ riêng, nhưng quan trọng nhất ấy là không ai giống ai cả. Cho nên là từ giờ trở đi ấy, đừng bắt anh phải giải thích mấy việc này nữa, cô gái ạ. À. Này, đừng nói với em là anh đang cho em làm điều đấy nhá. Anh có biết là từ lúc về đây không có anh đấu khẩu, em cực kỳ ngứa răng không? À, tức là muốn tìm người chút giận đúng không? Ok, người đôm giờ. Tự đánh giá mình cao quá nhá anh trai. Quan trọng là gặp khách hàng đắt giá đúng không? Cũng coi như là biết người biết ta. Cơ bản phải khéo mồm nữa. Không nói chuyện với anh nữa, không thể nào mà thắng nổi. Mà này, em đang phụ trách chính cuộc thi ý tưởng kiến trúc đấy. Nếu như anh chưa vào việc chính thì sang tư vấn thêm giúp em nhé. Ok, vẫn một nghìn đô giờ. Anh phải giúp đỡ em đi. Vì những người em chọn sau này sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của anh đấy. Lãnh đạo ưu tú ạ, anh đừng trông chờ vào đội ngũ có sẵn của công ty, tại vì họ đã có chủ để thờ hết rồi. Rồi xem. Cảm ơn em đã lo cho anh. Và anh phải nói thêm là anh sẽ lấy thân này bảo đáp cho như ý. Anh thấy không được rồi. Bộ mặt này của anh vẫn còn đắt giá lắm. Mà em ấy thì chưa đủ trình để anh phải làm điều đấy đâu, cô gái ạ. Anh không thua em một lần nữa hả? Anh chỉ nói có mấy câu mà sao em cứ phải bênh bạn em một cách cố chấp như thế nhở? Chuyện của Lâm với Dương ấy thì cứ kệ họ đi. Dương không nói gì, sao em cứ phải làm ầm lên làm gì? Hơn nữa cái chuyện ngày xưa ấy cũng là anh tình tôi nguyện, yêu nhau thật lòng. Chính Dương cũng muốn giúp đỡ Lâm còn gì. Lâm nó cũng khổ lắm rồi. Anh ta khổ, thế còn bạn của em thì sao? Anh nhìn Dương xem. Em không thể đổ lỗi cho Lâm về những chuyện sau này xảy ra với gia đình của Dương được. Kể cả là cái sự tụt dốc của Dương, chỉ là do cô ấy không đủ bản lĩnh thôi. Thế bây giờ anh muốn một người bị cả thế giới chà đạp, phải làm thế nào thì mới đủ bản lĩnh? Thực lòng là em đã từng cảm kích anh vì anh ủng hộ em, quan tâm và chăm sóc đến Dương. Thế nhưng bây giờ em mới biết, chẳng có một chút nào là thật lòng cả. Chị không biết là ai nói với em và nói với em những gì. Nhưng việc công ty mình được vào vòng 2 lần này ấy, khẳng định là không liên quan gì đến em. Phải. Chị cũng đã dùng chiêu trò một chút, cũng nhờ người có mối quan hệ móc nối với sếp Giang ở bên đó, thì cũng phải nhờ vả lạy lục người ta mới chiếu cố cho. Ý chị là việc chúng ta được vào vòng trong là do tổng giám đốc bên đó đã đặt cách? Đúng. Thế người quen của em ở bên đấy là ai? Lai lịch thế nào? Sao nhát gan thế nhở? Anh đã nói rồi, chuyện cũ anh đã quên. Anh mong em như anh. Giờ anh đã có gia đình, anh không muốn bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến gia đình anh đâu. Ok ok, em vẫn nhớ. Và em không có ý định đeo bám ai đâu nhá. Chẳng qua em nghĩ là nếu không còn là một người tình thì làm bạn bè với nhau có gì đâu mà căng.